Chào mừng bạn đến với podcast của Khanh Trần ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về một chủ đề quan trọng trong thời đại ngày nay. Đó là làm thế nào để nghề nghiệp chuyên môn của bạn thích ứng trong thời kỳ đầy thách thức này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách nào để chúng ta có thể đối mặt và vượt qua những thách thức ở thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Công nghệ, xu hướng xã hội, biến động kinh tế đều tạo ra cho chúng ta những thách thức ở trong sự nghiệp của mình cũng như trong môi trường làm việc của mình. Điều này đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để chúng ta có thể làm cho nghề nghiệp của mình thích ứng với những biến động này đây? Một trong những chìa khóa quan trọng đó là sự linh hoạt. Nghề nghiệp không còn là con đường đơn hình mà là một chuỗi liên kết các cơ hội và thách thức. Linh hoạt cho phép chúng ta dễ dàng thích ứng với những biến động, chuyển đổi giữa nhiệm vụ và vai trò khác nhau một cách mạnh mẽ. Để tôi giải thích thêm về sự linh hoạt trong nghề nghiệp cho bạn nhé. Linh hoạt trong nghề nghiệp là đề cập đến khả năng thích ứng linh hoạt, hiệu quả với sự biến động của thị trường lao động và yêu cầu thay đổi công việc. Điều này đòi hỏi khả năng làm việc ở nhiều vai trò, thích nghi với những thách thức mới và linh động trong quá trình học hỏi và phát triển bản thân. Ví dụ, trong thời gian vừa qua các bạn đã nghe thấy Google, Amazon, những công ty siêu lớn về công nghệ. Họ đã sa thải rất nhiều nhân sự giỏi. Vậy, giả sử bạn là một chuyên gia IT, ban đầu chuyên về phát triển ứng dụng di động. Tuy nhiên, do sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, thị trường yêu cầu bạn phải chuyển sang một lĩnh vực đó là phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Linh hoạt sẽ giúp cho bạn chuyển đổi nhanh chóng để học hỏi AI và áp dụng kiến thức vào công việc, phải không? Một là chúng ta sẽ học đổi mới, hai là chúng ta sẽ mất việc. Chúng ta chọn mất hay chúng ta sẽ chọn được đây? Ngoài ra, với sự biến động của dự án và yêu cầu của các công việc khác nhau, linh hoạt sẽ cho phép bạn không chỉ tham gia vào việc phát triển mà còn tham gia vào quản lý dự án, giao tiếp với khách hàng, thậm chí là đào tạo nhân viên mới. Khả năng linh hoạt của bạn sẽ giúp không chỉ thích ứng với yêu cầu của công việc mà bạn gia tăng cho tổ chức rất là nhiều giá trị. Và chính bản thân mình cũng cảm thấy mình hào hứng với những điều mới mẻ và thấy khả năng mình hoàn toàn có thể làm được rất nhiều điều hay ho hơn, khó hơn mà trước đây mình nghĩ là mình không làm được. Với ví dụ ở trên thì chúng ta có thể thấy rằng linh hoạt không chỉ là khả năng làm việc ở nhiều vai trò khác nhau mà còn là khả năng thích nghi và học hỏi liên tục để đáp ứng với thách thức hiện đại trong nghề nghiệp. Và như tôi, vai trò của tôi là một giám đốc điều hành tại một công ty nhỏ. Nhiệm vụ chủ yếu là lập kế hoạch, xây dựng đội ngũ, đào tạo nhân sự, tuyển dụng, bố trí điều phối để đạt được mục tiêu và kế hoạch đó. Tất nhiên là tùy tình hình mà tôi cũng cần phải làm các công việc khác. Thế nhưng mà nếu có một cái biến động nào đó thì tôi cũng phải tham gia cùng với đội ngũ của mình. Tôi cũng cần phải làm như một người làm marketing trong những cái hoạt động thu hút khách hàng hay tham gia bán hàng, tham gia xử lý các hoạt động chăm sóc khách hàng và linh hoạt tùy tình hình để có thể làm nhiều công việc khác nhau. Và đôi khi mình cũng phải làm cả cái công việc của các bạn hành chính nhân sự nữa. Vì vậy thì cái việc mà chúng ta kết hợp giữa công việc chính, nhiệm vụ chính và những nhiệm vụ ngắn hạn để chúng ta hỗ trợ cho công ty và thích ứng với những biến động của thị trường là tối quan trọng. Đừng bao giờ cố định mình chỉ làm được việc này việc kia nhé các bạn nhé. Tiếp theo, chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là làm thế nào để liên tục nâng cao được kỹ năng của mình. Việc học tập suốt đời trở thành một chìa khóa quan trọng để đối mặt với những thách thức hiện đại. Có thể thông qua việc tham gia các khóa học trực tuyến, tham gia cộng đồng chuyên ngành, duy trì tinh thần học hỏi, kỹ năng, học tập chủ động. Thì những lúc như vậy, bạn có thể nâng cao được kỹ năng của mình. Ngày nay chúng ta học mọi lúc, mọi nơi, thông qua nhiều hình thức online, offline, giao lưu, kết nối, chúng ta cũng có thể học được rồi. Chứ không phải nhất thiết phải đến các khóa học đào tạo dài ngày, tập trung, tốn kém tiền bạc đâu. Mà chúng ta có thể hướng tới cái cách làm sao mà
đạt được các mục tiêu về thời gian, chi phí và cái tính thực tế với vị trí công việc của chúng ta ngày nay. Đây chính là cái cách đầu tư cho sự nghiệp. Không phải chúng ta học chuyên ngành gì đó rồi sau đó chúng ta đi tìm cái việc hợp với chuyên ngành, mà chúng ta cần phải học bồi dưỡng thêm những kỹ năng mà bây giờ công ty cũng như thị trường hay công việc đòi hỏi. Đó chính là đầu tư cho sự nghiệp, đầu tư cho kỹ năng. Các bạn nhớ cái từ này nhé. Và một yếu tố không kém phần quan trọng nữa đó là mạng lưới mối quan hệ xã hội mạnh mẽ. Mạng lưới mối quan hệ, mạng lưới xã hội mạnh mẽ không chỉ giúp chúng ta tìm kiếm cơ hội mà là còn hỗ trợ và tư vấn cho chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn. Việc chúng ta kết nối với người khác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ những người có kinh nghiệm sẽ giúp cho hành trình thích ứng của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Tôi chưa thấy ai thành công mà giỏi được, gọi là làm một mình được đâu. Bạn có phát minh ra một cái sản phẩm tuyệt vời, bạn có làm ra được một cái sản phẩm tuyệt vời đi chăng nữa, thì bạn vẫn phải cần có những người phân phối hàng hóa cho bạn. Ít ra là bán ở trong cái khu vực nhà bạn đi, hay cái con phố nhà bạn, rộng hơn là toàn quốc, rồi rộng hơn nữa là toàn cầu. Vì vậy thì chúng ta luôn luôn phải phát triển các mối quan hệ. Và hãy xem xét xung quanh mình có cộng đồng nào, câu lạc bộ nào mà phù hợp với bạn thì kết nối ngay nhé. Điều tuyệt vời nhất và tốt nhất là chúng ta thiết lập các mối quan hệ và xây dựng cộng đồng cách đây 10 năm. Và thời điểm tốt và điều tuyệt vời thứ nhì đó là ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ tham gia một cộng đồng để xây dựng mối quan hệ của mình sớm. Đặc biệt với nhiều bạn hướng nội thì khi đi kết nối ngại gặp gỡ, ngại lắm. Nhưng mà tôi phát hiện ra rằng là những người như vậy chỉ vượt qua khoảng vài tháng thôi, họ vượt qua cái vùng an toàn của họ thì họ lại hoạt động network rất là tốt. Đi đến đâu là thắng đến đấy và ứng dụng cho khi hoạt động phát triển bản thân của mình, thích ứng của mình nó nhanh lắm. Thế thì bạn hãy bắt đầu với một nhóm từ 3 đến 5 người thôi, sau đó chúng ta xuất hiện nhiều hơn ở những cộng đồng lớn hơn. Và tôi đảm bảo là bạn sẽ thích thú với việc kết nối cho mà xem. Ngoài ra thì tinh thần sáng tạo cũng đóng một vai trò quan trọng. Làm thế nào để chúng ta có thể nghĩ ra những giải pháp mới? Làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng những cơ hội trong những thách thức này? Sự sáng tạo là động lực mạnh mẽ để giúp chúng ta không chỉ tồn tại mà còn trở nên thịnh vượng trong môi trường làm việc ngày nay. Sáng tạo không phải là phát minh mới, đôi khi chỉ là những cải tiến, cải thiện nhỏ trong công việc bạn làm hàng ngày. Những cải thiện và cải tiến này cộng dồn mỗi ngày một chút thôi sẽ mang lại cho bạn kết quả lớn sau vài tháng, vài năm. Sáng tạo là một kỹ năng có thể học được các bạn ạ. Không phải là bẩm sinh, phải là cái gì nó to tát, nó khó đâu. Bạn hãy nhớ cái keyword này nhé. Sáng tạo bằng cải tiến, cải thiện. Cứ nhớ cho tôi keyword này. Và bạn thấy cái việc sáng tạo nó đơn giản lắm. Sáng tạo là cái kỹ năng hàng ngày, giống như là kỹ năng mình nói, mình viết vậy. Và quay sang bên trái bên phải, đằng sau đằng trước của mình, xem có cái việc gì mà bạn đặt câu hỏi cho chính bản thân mình là tôi nên làm cái gì, thay đổi cái gì ở cái chỗ này để công việc nó tốt hơn. Chỉ những cái câu hỏi như vậy thì tôi tin chắc rằng bạn cải tiến, cải thiện được khối công việc đó. Và đấy là sáng tạo bạn ạ. Cuối cùng, để nghề nghiệp của chúng ta có thể thích ứng này, chúng ta cần phải nhìn xa hơn, không chỉ tập trung vào công việc hàng ngày mà còn xem xét về hướng đi dài hạn. Điều này bao gồm việc định hình rõ ràng cái mục tiêu của mình, sự hiểu biết về xu hướng ngành, rồi nghề nghiệp của mình cũng rất là quan trọng để giúp cho bạn có một con đường dài hơn, xa hơn. Năm 2006-2007, lúc đó Việt Nam bắt đầu lần nở rộ nhá, gọi là cái việc đầu tư chứng khoán. Nhiều người đổ xô đi đầu tư chứng khoán ấy. Và tất cả các bạn trẻ thấy cái ngành này có vẻ ngon ăn, đang rất hot, đổ xô đi học về chứng khoán, rồi tài chính, rồi ngân hàng. Đến năm 2010-2011-12 ra trường thì nó rơi vào đúng thời điểm khủng hoảng kinh tế. Rồi chứng khoán đi xuống, ngân hàng thì sa thải hàng loạt, bất động sản thì đóng băng. Và công ty chúng tôi thì đón một loạt các bạn sinh viên ngành tài chính tham gia vào công việc đi tuyển dụng headhunting cho các bạn
gọi là headhunting, các bạn kỹ sư, các bạn cử nhân thì làm việc tại Nhật Bản. Bởi lúc đấy thì Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam rất là nhiều và họ tuyển nhân sự nhiều lắm. Và công ty chúng tôi chuyên về giới thiệu nhân sự, các bạn kỹ sư, cử nhân đi làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Thì chúng tôi đón một loạt các bạn về làm về tài chính, ra làm về nhân sự. Và tất nhiên là sau 3-4 năm sau, các bạn đã tìm lại được đúng cái công việc mà phù hợp với ngành nghề chuyên môn của các bạn. Khi mà thị trường tài chính rồi chứng khoán, bất động sản phục hồi lại thì các bạn đã tìm được công việc đúng ngành nghề. Vì vậy thì bạn hãy lưu ý rằng là chúng ta cần phải nhìn xa hơn về cái xu hướng nghề nghiệp của mình. Đừng nhìn ngắn hạn. Cái ngành này năm nay nó hot, bây giờ nó hot thì không có nghĩa là 5-7 năm sau nó hot nữa. Chúng ta cần phải nhìn xa trông rộng và hãy đi theo cái đam mê của mình, cái khả năng của mình nữa các bạn nhé. Đừng nghĩ về tiền ngay lập tức mà nghĩ về cái đam mê của bạn, cái khả năng của bạn, nó rất là quan trọng đó các bạn ạ. Tóm lại thì thách thức hiện đại yêu cầu chúng ta phải thích ứng nhanh chóng, linh hoạt bằng cách là giữ cho mình cái tinh thần học hỏi chủ động, xây dựng cho mình cái mạng lưới xã hội mạnh mẽ và đông, sâu, rộng. Chúng ta cần phải sáng tạo hơn, làm sao cải tiến, cải thiện cái công việc hàng ngày của mình để chúng ta nâng cao cái năng suất, hiệu suất. Và chúng ta đặt ra mục tiêu rõ ràng cho sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để bước vào hành trình thay đổi, thích ứng đầy thách thức này. Và podcast này của tôi đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời và tràn đầy năng lượng để đối mặt với các thách thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Và nhớ đánh giá bài chia sẻ của tôi, follow kênh của tôi và chia sẻ bài này cho nhiều người cũng biết, để biết đâu có một ai đó sẽ có thêm góc nhìn mới, có thêm một ý tưởng để có thể phát triển nghề nghiệp của mình. Và tôi biết ơn bạn đã chia sẻ bài này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.